Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không còn xa lạ với bạn bè quốc tế. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong những câu chuyện, qua những bộ phim và tranh ảnh. Phụ nữ Việt Nam không chỉ kiên cường bất khuất trong lịch sử kháng chiến, mà còn dịu dàng, giỏi giang trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt với những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, phụ nữ Việt đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trong mắt một người yêu nhiếp ảnh, Jose, một chàng trai đến từ Tây Ban Nha đều dành những góc máy thân thương nhất để ghi lại những hình ảnh của các bà, các chị, các em trong cuộc sống thường nhật. Đôi khi là khoảnh khắc vui vẻ, đôi lúc là hình ảnh vất vả mưu sinh, nhưng tất cả đều toát lên được vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, hiền hậu của người phụ nữ Việt. It's true, I love taking pictures around Saigon, and it's surprised to me when I see Vietnamese women in the markets working so hard from very early in the morning to the night. So they are like selling coconuts, or they are chopping meat, or selling fish, or cleaning the vegetables. So it's surprised to me the energy they have to work and later to care of the family. One of my favorite pictures among all the pictures I've been taking all these years, it's especially one old lady who came to me trying to sell me the lottery. She was very old, she didn't realize I was a foreigner person. When she saw me, she was laughing and she wanted to leave. I tried to say something Vietnamese, she smiled to me. I saw something in her eyes, I liked her a lot. And I just collaborated with her, giving some money, because I know it's hard for people working in the streets selling lottery. To my mind, I see that Vietnamese women really, really work hard in the markets, that when they get home at the night, they still need to work for the family, take care of the kids, make them study, keep the family healthy, save for family on the income. So yes, I believe that they really work very, very, very hard. Đến Việt Nam vì yêu mến đất nước xinh đẹp này, nhưng lý do để anh Karim, quốc tịch Ý, gắn bó và xem đây như gia đình thứ hai của mình chính là nhờ tình yêu với bạn gái Việt. Phụ nữ Việt Nam trong mắt Karim có rất nhiều ưu điểm khiến anh bị cuốn hút. Với anh, trân trọng và yêu thương người phụ nữ là điều những đấng mày râu cần làm. Anh thường tạo bất ngờ cho người con gái mình yêu bằng những món quà, những lời chúc dễ thương gửi gắm hàng ngày. She is really a good person, and she is this kind of person that makes me want to be better. And I love the way she is caring, but at the same time she is independent. She is really a good, strong woman, but with a lot of love and passion. I like to make surprise to her sometimes. So a couple of times I bought her flower with no reason, and when she came back home, there was the flower. I try to surprise her in little things of caring. Anh Martin quen vợ mình từ giảng đường đại học. Cô gái Việt dễ thương, hiền dịu đã khiến chàng trai Đức quyết định kết hôn và chọn Việt Nam là nơi sinh sống làm việc. Là giám đốc thương mại một resort tại Nha Trang, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Anh rất an tâm để hoàn thành công việc bởi phía sau anh là một người phụ nữ rất chu đáo, vẹn toàn cho gia đình. Coming from Germany and my wife being Vietnamese,
We grew up in different cultures, and we, you know, grew up with different languages. And I think that the reason why we now for more than 8 years married and happily married and have a beautiful child is that both of us understand that understand the particularities of each other's culture, and to give each other also space, and also to learn to embrace and accept that. And of course, most important, we love each other. So I would say love can overcome any obstacle, which is also true in our case. And I must say that also, especially with the birth of our child, with Sarah, a lot of things have changed in the sense of we are more a family. Bên cạnh việc chăm lo cho gia đình, người phụ nữ Việt Nam ngày nay có trình độ học thức và có địa vị cao trong xã hội. Theo anh James, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới, Việt Nam là một trong những đất nước có nhiều CEO là nữ. Anh cũng đã chia sẻ về những khả năng, tố chất của người phụ nữ Việt trong công việc. I think what stands out the most to me is the ability for Vietnamese women to be determined, their determination, their ambition, their curiosity. Those are attributes that I see in many of the Vietnamese women that work in business here in Vietnam. I think there are some new skill areas that Vietnamese women can develop, more focusing on their personal growth and development, training, teamwork skills, public speaking, also really trying to feel comfortable in crafting their ideas on paper of what they want to do and how to get there. Mapping out their future will greatly improve the opportunities they have in the future. Although I have seen, luckily, that in Vietnam does much better than other Asian countries that are even more developed than Vietnam, I would say that there's a number of new companies with women CEOs and women in leadership positions. So I think the future is bright for Vietnam, and it does much better than other Asian countries when it comes to women leadership. Trong mắt bạn bè quốc tế, người phụ nữ Việt Nam ấn tượng bởi những giá trị tốt đẹp. Đó chính là sự hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại mà không phải dân tộc nào cũng có được. Women's International Day in the around the country. Hope best success for you and your families for this year and the year ahead, and thank you for all you do, and I speak from personal experience. I wish all the Vietnamese women to stay strong, to be courageous, to continue to be successful, and most important, to believe in yourself.